vui khi được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Đẹp Để Tự Tin, được phát sóng vào lúc 21:50 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Kính thưa quý vị, nắm bắt được nhu cầu muốn có được một làn da trắng sáng mịn màng của các cô gái trẻ hiện nay, thì trên thị trường đã có một phương pháp mà có thể nói là đã được sử dụng trong một khoảng thời gian rất là dài với giá thành rất rẻ. Đó chính là phương pháp lột tẩy da tại nhà quý vị nhé. Nhưng mà thật sự lột da có an toàn và hiệu quả như những gì quảng cáo hay nói hay không? Thì ngày hôm nay Tường Vy sẽ mời đến chương trình Đẹp Để Tự Tin chuyên gia để chúng ta có thể trả lời được câu hỏi này quý vị nhé. Nhưng mà trước tiên chúng ta hãy cùng xem tình huống của nhân vật chương trình đang gặp phải là vấn đề gì nào. Chết rồi, cái mày, hai muỗng hay một muỗng ta? Rồi cái nào vô trước, cái nào vô sau, quên mất tiêu rồi. Cha cha, giỏi quá vậy ta. Tính vẽ cái tượng trong phòng ngủ hả? Sao có mấy cái màu này nó chói quá vậy, làm sao mình không giấc ngủ ngon được em? Đâu, trời ơi, cái chuyện là em mới coi trên mạng nè, mấy con bé hot girl á, nó chỉ cho cái cách mà lột trắng da á. Trời ơi chị ơi, chị chưa không thấy đâu, da của tụi nó hả trắng mức rượt luôn, của tụi nó hả trắng mức rượt luôn, nhìn thích lắm kìa. Nên là em cũng bắt chước em làm theo nè. Trời đất ơi, rảnh quá ha. Nè bây giờ nè, cái suy nghĩ của em nó còn non lắm, chị phân tích cho em nghe ha. Đầu tiên tại sao nó ngồi nó làm tất cả cái quá trình nó cũng hết mấy tiếng đồng hồ đúng không? 1-2 tiếng thì làm sao mà có kết quả tức thì được, mà ngồi mấy ngày cái comment bỏ 3 ngày 3 đêm ra ngồi mà đọc đúng không? Trời ơi, xài ba cái này ha. Tại vì sao? Người ta muốn bán cho mình, người ta có thể lừa bịp mình, người ta làm cho mình thích, mình mới mua của người ta được, hiểu không? Mà mình dưỡng da làm sao một cái cách thật là khoa học. Đừng có nghe lời ba cái người mà quảng cáo trên mạng, người ta chỉ hám lời, người ta hại mình thôi, hiểu không? Mình muốn làm đẹp là phải tìm hiểu trung tâm nào uy tín ra sao. Mấy chỗ đó giá cả đắt đỏ, tụi sinh viên của em á làm gì có tiền mà tới mấy chỗ đó. Thôi em nghe chị nói hồi hả, em hết ham làm đẹp luôn rồi. Em làm đâu, thôi phụ nữ là phải làm đẹp đúng không, nhưng mà phải làm đẹp đúng cách, phải tìm hiểu cho kỹ, hiểu không? Chị kiếm cái robot tivi cho tôi đi. Kiếm robot làm chi, tự nhiên cái mở cái tivi lên có chương trình Đẹp Để Tự Tin. Đẹp Để Tự Tin, trong đó có rất nhiều bí quyết làm đẹp. Thay vì người ta bỏ ra 3 ngày 3 đêm để đọc 3 ngày cái comment, thì người ta chỉ cần bỏ ra 10 phút để coi chương trình Đẹp Để Tự Tin. Có nhiều mẹo để em có thể làm đẹp lắm, hiểu không? Hiểu. Ừ. Mà chừng nào phát? Tới giờ rồi kìa, mở tivi lên. Đợi em xíu, đợi em xíu nha. Nhá. Ừ. Ui. Đây là một tình huống mà quý vị thấy rất quen thuộc và đang được rất nhiều người quan tâm đúng không nào? Hôm nay thì Tường Vy đã mời đến chương trình Đẹp Để Tự Tin Thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Bích Nga, giảng viên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, để chúng ta hãy cùng nói về phương pháp lột tẩy da tại nhà quý vị nhé. Xin chào Thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Bích Nga. Xin chào Tường Vy, xin chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp Để Tự Tin ạ. Chị ơi, hiện nay thì chị cũng thấy là ở trong tình huống vừa rồi là các bạn sử dụng cái phương pháp lột da tại nhà. Có vẻ như là mọi người đang cảm thấy rất thích thú, tại vì có thể nhanh gọn lẹ và cũng làm cho làn da trắng sáng. Nhưng mà thật sự là ở trong cái kem đó nó có những cái thành phần gì mà nó có thể lột tẩy da một cách nhanh gọn như vậy ạ? Thực sự thì nó sẽ không có cái gì mà đẹp một cách thần tốc và lại an toàn cả. Dạ. Nếu như vậy thì chị có thể cho các bạn khán giả được biết là về những cái lợi ích ngắn hạn nhưng mà hậu quả thì dài hạn của việc lột tẩy da tại nhà không ạ? Cái hiệu quả ngắn hạn thì thường các bạn rất là thích, bởi vì sao? Khi mà lớp da non đưa lên để thay thế, các bạn thấy ngay độ sáng, độ mịn màng. Thậm chí những bạn mà trước đó da có vấn đề, chẳng hạn như bị mụn ẩn này, rồi đang bị cái tình trạng sạm nám ở một số cái vùng nào đó trên da, thì khi mà nó bong đi cái lớp thượng bì bề mặt mang theo những cái vấn đề đó, các bạn cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà về lâu dài thì cái lớp da non ở bên dưới, nếu mà nó bị thay thế với một cái cường độ quá dày đặc, thời gian quá nhanh và chúng ta chưa kịp nuôi dưỡng cho nó khỏe mạnh, thì cái lớp da này nó không có sức chống đỡ với các cái tác nhân của môi trường bên ngoài. Yeah. Chẳng hạn như ánh nắng, chẳng hạn như mỹ phẩm, các cái hóa chất mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày, thì lâu dần nó sẽ phát sinh rất là nhiều vấn đề, chẳng hạn như là bị sạm này, chẳng hạn như là cái tình trạng da nó bị lão hóa. Và một số trường hợp nếu mà các bạn dùng những cái loại lột tẩy với cái nồng độ axit nó quá cao, thì ngay cái lần đầu tiên có thể cũng đã gặp cái hậu quả của cái tình trạng bị viêm nhiễm hoặc là bị phỏng trên vùng da điều trị rồi. Như vậy thì đối với những bạn nào mà đã sử dụng qua cái phương pháp mà lột tẩy da, thì khi mà mình ra ngoài trời rồi tiếp xúc những cái ánh nắng mặt trời rồi tia tử ngoại, thì lúc đó da của mình sẽ như thế nào chị ha?
Đầu tiên đó là nó rất là dễ đỏ lên, yeah. bởi vì nó những cái mao mạch của nó sẽ bị lộ ra. Yeah. Đúng rồi. Cái yếu tố thứ hai là cái lớp da này nó không có sức đề kháng, chính vì vậy cái cảm giác rát, bỏng, châm chích, khó chịu. Và cuối cùng đó là những cái trường hợp nặng nề hơn á, thì khi mà mình tiếp xúc với các cái yếu tố bên ngoài da mình, nó sẽ bị mẩn đỏ hoặc là tình trạng nhiễm trùng, nghĩa là nó lên những cái bụi mủ hoặc là cái tình trạng da nó sẽ xuất hiện bọng nước. Những cái làn da mà sau khi được lột tẩy như vậy á, thì có nguy cơ mắc những căn bệnh về da gì ạ? Tùy theo cái mức độ mà các bạn bảo vệ sau khi mà lột tẩy da, thì có những cái trường hợp cái nguy cơ nó sẽ đến nhãn tiền, nghĩa là vừa làm xong bị liền giống như mình vừa trao đổi. Cũng có những cái trường hợp, ví dụ các bạn bảo vệ cái da tốt trong cái giai đoạn đầu sau lột tẩy, có thể nó chưa thấy ngay, nhưng mà lâu dần cái làn da đó là một cái làn da đã bị bào mòn và đã bị hư hao rồi. Những cái bệnh lý chẳng hạn như sạm da, tàn nhang, đốm nâu, nó rất là dễ nảy sinh trên những cái nền da không được bảo vệ đó. Cái yếu tố thứ hai nữa đó là những cái nền da này ngày càng mỏng đi thì nó sẽ bắt đầu lộ các cái mao mạch, các cái gân máu ở trên da của mình. Chính vì vậy cho nên là những cái nền da lột tẩy nhiều lần thì sẽ bị đỏ và xuất hiện rất là nhiều các cái gân máu. Và cái tình trạng mà lộ gân máu này cũng rất là khó chữa trị. Nhưng mà lỡ như có một số bạn đã từng sử dụng cái phương pháp này rồi nhưng mà gặp những cái vấn đề trên da, như vậy thì sau đó chúng ta cần phải làm gì để khắc phục lại làn da của mình ? Đa phần các bạn sẽ đến gặp bác sĩ trong cái tình trạng cái da nó đã tan nát rồi. Có người thì mụn, mủ, viêm, có người thì sạm đen thui, có người thậm chí đang trong cái tình trạng bị phỏng và nổi rất là nhiều bọng nước ở trên da. Nói về cái con đường dài để mà phục hồi những cái da bị hư sau lột tẩy thì có nhiều phương pháp, trong đó nó có những cái phương pháp dưỡng tự nhiên, cũng có những cái phương pháp phải tiêm trực tiếp những cái hoạt chất mà giúp nuôi dưỡng và tái tạo da trên cái vùng da mà đang bị tổn thương. Thì cái lựa chọn phương pháp nào nó sẽ tùy thuộc là bạn đang bị vấn đề gì, mức độ nặng nhẹ ra sao. Nhưng tất cả những cái tình huống đã bị biến chứng sau lột tẩy, các bạn tuyệt đối không tự xử lý mà sẽ phải có cái sự hỗ trợ của bác sĩ. Nếu như vậy thì không biết là chị có thể giới thiệu cho các bạn khán giả những cái phương pháp bảo vệ da làm cho da trắng sáng thật sự an toàn và hiệu quả được không ạ? Thì cái lời khuyên của Bích Na đó là đầu tiên lựa chọn sản phẩm phải đúng, tốt nhất là có cái sự chỉ định và khuyến cáo của bác sĩ. Thứ hai, dù là sản phẩm với cái nồng độ bao nhiêu, dù mức độ lột tẩy của bạn là nông hay sâu, thì cái việc mà bảo vệ da sau lột tẩy, đặc biệt là dưỡng ẩm và chống nắng là hai cái yếu tố vô cùng quan trọng. Thứ ba, một cái chu trình tự nhiên của da mình nó sẽ cần tối thiểu khoảng 28 ngày để tái tạo. Chính vì vậy cái mật độ của lột tẩy da không thể quá dày đặc và thường xuyên. Chúng ta có thể sử dụng nó nhưng mà ít nhất là một tháng chỉ được sử dụng một lần. Và tùy theo tình trạng da ban đầu, chúng ta có thể sử dụng trung bình từ 1 cho đến 3 lần, sau đó bắt buộc phải ngưng một cái giai đoạn khoảng 6 tháng cho da chúng ta có một cái thời gian hồi phục khỏe mạnh, rồi chúng ta mới có thể áp dụng trở lại. Những điều cần biết khi làm trắng da bằng phương pháp lột tẩy: lựa chọn sản phẩm đảm bảo chất lượng và an toàn cho da theo khuyến cáo của bác sĩ, chăm sóc bảo vệ và dưỡng ẩm cho da đúng cách sau khi lột tẩy, không thực hiện lột tẩy da liên tục, cần tuân thủ chu trình tái tạo da để da không bị bào mòn. Khi xảy ra vấn đề về da, phải tìm bác sĩ có chuyên môn để khắc phục, không tự ý xử lý gây hậu quả nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, rõ ràng là đẹp thì ai cũng muốn đúng không nào? Nhưng mà những gì quảng cáo nào là nhanh, nào thực sự hiệu quả, nào là thần tốc thì đôi khi chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Và đôi khi có những vấn đề khi mà gặp phải thì chúng ta cũng cần phải trải qua một quá trình điều trị rất lâu dài. Cho nên quý vị hãy chọn lựa những phương pháp làm trắng da thật sự phù hợp và an toàn quý vị nhé. Và xin cảm ơn thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Bích Na đã đến với chương trình Đẹp để Tự Tin để đưa ra những lời khuyên rất hữu ích cho quý vị khán giả. Và Tường Vi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đẹp để Tự Tin được phát sóng vào lúc 21:50 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.